Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu 20 tháng Giêng 2017. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với một số tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Tiếp theo là buổi phỏng vấn giữa Võ Thành Nhân và bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump. Trong phần 2 là chương trình mở trang sử cũ với Bích Hà và Nam Anh về Nguyễn Thái Học. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi một số tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Lễ nhậm chức Tổng thống thứ 45 đã diễn ra vào 12 giờ trưa hôm nay, ngày 20 tháng Giêng 2017. Buổi lễ chính thức được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc. Tiếp sau đó là các buổi tiệc mừng nhậm chức tại Washington DC. Nghi thức tuyên thệ chính thức diễn ra trên các bậc của Điện Capitol. Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ John Roberts sẽ chủ trì lễ tuyên thệ. Trước lễ nhậm chức, hôm qua 19 tháng Giêng, ông Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đã đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Sau đó là buổi hòa nhạc, làm cho nước Mỹ vĩ đại lần nữa tại đài tưởng niệm Lincoln. Kính thưa quý vị, tiếp theo là một phần nội dung thư ngỏ của Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí Hoa Kỳ Thomas Burr gửi cho Tổng thống đắc cử Donald Trump trước ngày nhậm chức. Kính thưa Tổng thống mới đắc cử Trump, chúng tôi, một nhóm các hiệp hội báo chí đa dạng, đại diện cho hàng ngàn nhà báo từ thủ đô đến mọi ngõ ngách của đất nước, bắt đầu lá thư này trên một lưu ý hy vọng. Chúng tôi muốn làm việc với chính phủ của ông để duy trì một những thế mạnh lớn của quốc gia này, quyền tự do báo chí. Là người lãnh đạo mới của thế giới tự do, chúng tôi hy vọng rằng ông và chính phủ của ông sẽ giữ gìn những truyền thống lâu đời về tổ chức họp báo. Ý tưởng mở các cuộc họp báo đã từng duy trì qua nhiều đời tổng thống, kể từ thời chính quyền Franklin Delano Roosevelt. Các tổng thống của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều giữ truyền thống quan trọng này với sự tôn trọng. Vai trò của họp báo là cực kỳ quan trọng đối với nước ta mà người dân phụ thuộc vào và họ xứng đáng được biết những gì tổng thống đang làm. Đây không phải là chỉ vì quyền của báo chí, mà nó thuộc về quyền của người dân được biết để tìm hiểu những gì tổng thống của họ đang làm. Làm tổng thống, lãnh nhận một trách nhiệm rất lớn và làm việc với phóng viên Tòa Bạch Ốc. Tuy chỉ là một phần nhỏ, nhưng vai trò của họp báo vô cùng quan trọng. Chúng tôi kêu gọi ông cam kết giữ truyền thống tổ chức họp báo từ nay cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của mình. Chúng tôi trân trọng yêu cầu ông thấm nhuần tinh thần cởi mở và minh bạch trong chính phủ của ông, trong nhiều cách mà trước hết thông qua các cuộc họp báo. Chúng tôi cũng hy vọng chính quyền của ông sẽ cải thiện tỷ lệ đáp ứng yêu cầu của quyền tự do thông tin Freedom of Information Act, FOIA, như là một cách để cho thấy người dân Mỹ và thế giới thấy rằng các nước Cộng hòa thuộc về nhân dân. Nổi loạn tại Hoa Thịnh Đốn trong ngày lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45. Cảnh sát phải dùng bình xịt hơi cay và bắt giữ một số người trong cuộc hỗn loạn kể từ hôm thứ Sáu. Vào sáng hôm nay, các cuộc biểu tình lúc đầu được diễn ra một cách ôn hòa tại các trạm kiểm soát an ninh khác nhau gần Điện Capitol, trong lúc cảnh sát giúp những người tham dự có vé được vào khu lễ khai mạc. Các banners mang nội dung Racist Trump, Climate Justice Now, Let Freedom Ring, Free Palestine. Nhưng bất ngờ, cảnh sát đã đuổi theo một nhóm khoảng 100 người biểu tình đập phá vào các cửa sổ của các doanh nghiệp trung tâm thành phố, bao gồm cà phê Starbucks, Bank of America và McDonald's, lấy lý do họ liên án chủ nghĩa tư bản và Trump. Cảnh sát chống bạo lực đã dùng bình xịt hơi cay và cuối cùng cô lập những người biểu tình. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng nhóm biểu tình đập phá kiểu xe bị hư hỏng, tài sản bị phá hủy và đốt lửa, trong khi vũ trang bằng xà beng và búa. Cảnh sát cho biết nhiều người đã bị bắt và bị buộc tội bạo động. Tân chính phủ Donald Trump yêu cầu 50 viên chức cao cấp của chính phủ Obama hãy ở lại cho đến khi họ được thay thế. Phát ngôn nhân Sean Spicer của ông Trump nói là tân chính phủ đã yêu cầu 50 viên chức cao cấp của chính phủ Obama hãy ở lại cho đến khi họ được thay thế. Trong số đó có ông Brett McCurdy, đặc sứ Hoa Kỳ trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống IS và Thủ trưởng Quốc phòng Robert Wood. Trong khi đó ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama đã trải ngày cuối nhiệm kỳ bình thường. Nghe viên chức tình báo cho biết,
tình hình thế giới và ăn cơm trưa với Phó Tổng thống Joe Biden. Theo Tòa Bạch Ốc cho biết, lãnh tụ quốc tế cuối cùng mà Tổng thống Obama nói chuyện là với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Và đây là cuộc điện đàm chia tay khi đệ nhất phu nhân Michelle Obama và chồng bà Merkel, tiến sĩ Joachim Sawyer cũng tham gia cuộc điện đàm.